Xin chào buổi chiều mọi người á. Đây là cái mai Phú Tân nè, nó nở trong vòng một tuần rồi ha. Cái này thì có phun thuốc xử lý chống rụng cánh hoa. Đấy, cây này thì được ghép khoảng là 4 năm cắt đơm rất là nhiều lần rồi. Đây, đây là cũng cây mai giống bình thường đấy ha, nó già mùa, lại kết hợp với việc bấm chặn rồi phun thuốc chống rụng cánh hoa. Đấy, nó chùm chùm thế này nè, nó đậu trái luôn à, cánh hoa vẫn chưa rụng mà. Đó là thuốc cái hay của cái này. Đây là mai Phú Tân nha. Để có được cái này thì bạn đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị cái gốc ghép mà. Nếu mà chúng ta trồng hộp lên thì trồng hộp cũng hên xui á. Mặc dù chúng ta vẫn lấy hộp của cái mai Phú Tân này, vẫn lấy hộp của mai giảo chúng ta ương, nhưng mà cái tỷ lệ mà nó đạt giống cây bố mẹ thì nó ít ha, không phải là đạt 100% đâu. Nó bị lai đủ thứ hết trơn à. Nó bị lai ra rồi hoa nó đẹp, hoặc là trong quá trình mà thụ phấn á, nó lai đủ thứ hết trơn ha. Lại cây nó còn non, nó mở, nó cũng không có ra hoa sai hoa giống như cây bố mẹ nữa ha. Đây là chúng ta tiến hành ghép. Ghép thì khoảng chừng vài tháng là có hoa chơi rồi, nhưng mà già cây thì hoa mới nhiều á. Là chuẩn bị gốc ghép. Hai gốc ghép của chúng ta là có thể là chúng ta ương từ cây mai con lên ha. Chúng ta lượm hạt á, hái hạt của cây mai mà nó già, chúng ta ương lên cái bầu đất á, cho nó bự khoảng trên đầu đũa hoặc là bự cỡ ngón tay út ha, chúng ta ghép vào. Được cây mai là đây là gốc nhớt á, gốc nhớt là gốc non á, chữ nhớt là chữ non á, nhớt nó còn mỡn, kêu nhớt là mỡn á, mỡn là non á. Hoặc là chúng ta bứng những cái cây mà trồng ngoài mọc hoang ngoài đất ha, kiểu như mình ghép cái cây này nè. Đây, cây này ghép được khoảng chừng chắc được 2 tháng, chưa được 2 tháng nữa. Ghép hồi trước Tết. Trước Tết, giờ sau Tết 1 tháng à. Ghép hồi trước Tết á, bữa nay nó ra cũng sum sum rồi ha. Nó bứng ngoài đất vô. Đây cũng là cái cây mai bứng ngoài đất đây là mai tứ quý anh. Mai tứ quý bứng ngoài đất vô nè. Đây, cây này thì mình giữ được khoảng 3 tháng, mình chưa có ghép nữa ha. Mình giữ lên cho cái tược này nè. Cái tược này nó mập mập lên, cây khỏe thì mình mới ghép vô. Chứ mà lần làm lần khó bứng vô lại. Có một số anh em chỉ thì bứng vô ghép liền cũng được á, mà mình thôi mình nhét. Bứng vô mình để cho dưỡng cây nó khỏe đi, như cây này nó dưỡng nó có nụ luôn rồi nè. Cây này thì bứng vô đây là khoảng là 6 tháng á. Nuôi cho tược ghép nó bự thiệt là bự luôn. Đấy, cho sống khỏe đi ha. Đây, rồi mình mới ghép vào. Đây, như cái cây này nè. Nó có nụ luôn rồi nè. Bứng là 6 7 tháng ha. Đây, hai cây này mình chưa có ghép nè. Đấy, nuôi cho khỏe cây rồi ghép vào, ghép đâu là dính đó à. Là lỡ chúng ta ghép nó có rớt đi chăng nữa thì cây chúng ta nó vẫn sống bình thường á. Không có sao đó, cứ từ từ mà chúng ta ghép chứ không có gấp ghiếu gì trơn á. Khi chúng ta mua cái phôi về, phôi đẹp thiệt đẹp luôn. Chúng ta ghép liền vô cái nó ngợp, nó chết queo, phôi là uổng lắm. Còn này chúng ta làm giữ cho cái chột nó lên á. Nhưng mà cái chột lên thì không có như ý ha. Chúng ta có thể để giữ những cái chột này nó lên rồi chúng ta sẽ ghép vào cái chỗ chúng ta mong muốn á. Có nghĩa là chúng ta đợi cái cây chúng ta sống khỏe đi rồi chúng ta mới tiến hành ghép. Ghép thì chúng ta đi có thể là lựa giống này giống kia, giống như ba giống Phú Tân là đã được chọn lọc ha. Hoặc là chúng ta qua nhà bạn bè gì đó, ông anh hay gì đó ha, hay hàng xóm gì đó có cái cây làm bông đẹp á, chúng ta ghép vào. Chỉ là đơn giản vậy thôi, cũng không cần giống này giống kia. Hoặc là chúng ta đi triển lãm này kia đâu, thấy cái giống này giống kia đẹp, hoặc đi chợ Tết thấy giống này giống kia đẹp á, chúng ta mua vậy chúng ta cắt ghép vô cái cây của chúng ta ha. Ghép thì nó cũng đơn giản, chúng ta lựa mấy cái bo này nó già già, chúng ta cắt ghép vào. Cắt ghép thì mình cũng đã có những video chi tiết về cách cắt ghép á, anh em xem á. Nó ghép nó dễ lắm, nuôi cây thì khó thôi chứ ghép cây nó dễ lắm, ghép dễ dính lắm, quan trọng là trong quá trình nó nuôi chúng ta nuôi thôi. Ghép thì nó có trong tháng 2 tháng à. Đấy, nhưng mà nuôi tới mấy năm mới chơi được. Giống như đây là cái giống cúc thọ hương á, này mới ghép được khoảng tháng mấy vậy á. Đây, của nó cách làm cũ á. Đây mình nuôi cho cái chột nó mập lên. Đây mình ghép cho miếng cái chột đó. Với việc vậy thì chúng ta không có lựa được cái chỗ ghép như ý nha. Ghép như ý cái lọt chột lên chỗ này chúng ta ghép chỗ đó thôi. Chúng ta muốn như ý thì chúng ta cắt cái chột ra bỏ, chúng ta ghép vào cái phần thân cây á thì nó mới như ý thôi.
hoặc là nó cũng gần được như ý thôi nha. Làm bằng việc mà khi mà nó ra cái chọt quá, chúng ta nó ra nhiều chọt lắm, chúng ta lúc mà chúng ta lọc bỏ mà chúng ta lọc, chúng ta chừa bỏ lọc hoặc là chừa vậy đó, cái nào được nào để được nào bỏ đó, chúng ta lọc thì nó gần như ý á. Còn đây là cúc thọ hương nè, tôi thì ghép được có khoảng tháng mấy nó ra hoa rất là đẹp á. Mai ghép mà chúng ta lựa những cái cây mà nó cái đọt nó già thì nhiều khi ghép là nó vừa dính là nó ra hoa luôn, giống như cái tược ghép này ha, giống thọ hương này. Này ghép được mấy gốc bứng ha, cái cũng nhanh lớn á. Giống như cây này á, cây này là cây tứ quý mà được ghép mai xoắn nè, ra thì ghép được 6 tháng thôi, rất là nhanh lớn ha. Đây, việc chọn giống thì chúng ta thấy cái nào hoa đẹp á, là những cái giống hoa đẹp tận mắt chứng kiến, hoặc là những cái giống người ta đã chọn lọc sẵn rồi, giống như là giống dạo Thủ Đức nè, giống dạo Bến Tre, dạo Phú Tân, cái dòng mai cúc ha. Như chung thì chúng ta thấy cái nào đẹp, còn không chúng ta thích mai năm cánh thì chúng ta lựa cái cây mai nào á nó năm cánh chúng ta ghép vào á. Như bình thường á, đó là sở thích của chúng ta cũng không ai nói được. Đó là bông thọ hương á, buổi chiều mà ong nó còn lại nó bu cái bông á, chứng tỏ cái bông rất là thơm á, thơm từ sáng tới chiều luôn. Đây cái mùa này nè, cây mai đang có trái nha, mai nó mọc tự nhiên ngoài đất nè, nó đang có trái nha. Đó, chúng ta thay, chúng ta có thể hái những cái trái màu hộp màu đen, chúng ta ương này tạo thành cây mai con á. Hoặc những cây mai đang mọc ngoài đất, hoặc trồng ngoài đất nè, chúng ta phải cắt những cái đầu cành á, chúng ta ghép vào đấy, ghép vào để cải thiện chất lượng hoa. Còn chúng ta thích cái mai bông nguyên thủy này như thế này thì để luôn cho rồi ha, cũng không sao, tùy sở thích á. Nếu mà bông nó đẹp thì chúng ta để luôn rồi không cần cắt ghép á. Bông như ở có những cây mai mà mọc hoang bông rất là đẹp á, để nguyên không cần cắt ghép làm chi đó. Còn cái điểm chúng ta lưu ý khi mà mai ghép thì nếu mà anh ta trồng đất á, thì không có gì để nói á, cây phát triển rất là tốt, rễ phát triển mạnh, cây tốt. Còn đa phần người ta chơi mai ghép á, người ta chơi hoa, người ta muốn đem vô nhà người ta trưng á, vô nhà trưng thì cây mai này gốc bằng cụm chân thôi, nhưng mà rễ nó đang đâm rất là rộng á, đấy, rất là rộng để nó đi chứa dinh dưỡng đủ chỗ hết trơn à. Còn khi mà vô cây mai có cụm chân này vô trong đất chậu khoảng 3-4 tấc thôi đấy, thì nó không có dinh dưỡng á, bắt buộc chúng ta phải bổ sung dinh dưỡng cho nó ha, bằng liệu phân bón á. Giống như đây là cây mai Bình Định á, trồng chậu đây, thì ngay cả mai trồng đâu cũng vậy ha, trồng Bình Định, trồng miền Nam, trồng ở Bắc, ở đâu cũng vậy, cái nào trồng chậu muốn tốt phải tưới phân thôi ha. Đấy, không tưới phân thì không có cách nào mà tốt được đó, từ từ là nó suy nó chết đâu mà. Rồi cái gốc cây bự thế này, tàn nhiều thế này á, mà nó gói gọn trong cái diện tích nó chỉ có khoảng chừng 5 tấc à ha, 5 tấc, cái đường kính bên trong khoảng 5 tấc à, 5 tấc ngang, 5 tấc xuống thôi, có nhiều đó là không có đủ á, không đủ đất ăn. Đấy, thì bắt buộc nó phải suy thôi, không suy nó mới là chuyện lạ. Đây, mình nơi trồng mai ghép thì phải tưới phân, mà phân là tưới như bây giờ, nào giờ người ta tạo ra nhiều loại phân á, NPK rồi hữu cơ đủ thứ á. Đấy, người ta tạo, người ta cũng có cách tưới ha. Đây chúng ta tưới thì tưới loãng thôi, theo cái liều lượng người ta thông tin nè. Đấy, về cái phần mà nước tưới cho cây á, cây trồng trong dưới đất hay là cây trồng chậu, cây nào cũng vậy nha, cây nào mà nó bị ngập nước, úng nước á, hoặc là nó bị khô nước á, thì nó cũng không có tốt lành gì hết trơn nha. Khô gì vừa thôi, mà khô quá ráo nước thôi, chứ mà khô trắng trái á, thì cây nó cũng không có tốt lành gì hết trơn nha. Đây, thì xuất phát từ cái đặc điểm tự nhiên ha, chúng ta đem vào chậu thì chúng ta cũng phải làm cho cây nó ráo nước á. Bởi vậy mà cây trồng chậu chúng ta cưng quá đi, như cây làm cảnh á, cưng quá đi, ngày nào cũng tưới nước, ngày nào cũng tưới phân á, là cây nó không có chịu nổi. Đó, sau khi chọn được cái mặt bông như ý thì chúng ta ghép vào thì cứ tuân theo cách dưỡng á, cách dưỡng là tưới nước, tưới phân đều đặn á, như là chất trồng cho đúng á, thì chúng ta sẽ có một cái cây mai chơi lâu dài, 5 năm, 10 năm, vài chục năm luôn á. Chơi bên rất là bền. Chúng ta hiểu đúng thì chơi mai rất là dễ á. Đây là những cái hàng cây Phú Tân sau Tết rồi, 1 tháng nha. Đấy, hàng trong Tết mình cũng có quay hoa cho anh em xem á. Anh em đổi thừa là do cái người trồng người ta kích thuốc nhiều quá, cây nó chết á.
Đây thì cái này mình cũng trả sau Tết, mình hôm nay mình tới được hai đợt phân, phân hữu cơ ra. Đây cũng giữ lại bình thường thôi ha, cũng chả có kích phân gì ha. Đây thì chúng ta hiểu rõ cái cây này, cái lô này nó khoảng 100 cây ha. Đây mình đôn cắt, đôn cành lại, cắt tỉa bông lại, nay nó ra đọt non hết rồi. 100 cây thì không có chết cây nào hết trơn nha. Hôm nay mặc dù nó ở vườn vẫn bị nước mặn đâu, nước mặn rồi thiếu nước đủ thứ hết trơn à. Đấy, nhưng mà cây nó vẫn tốt à. Đây, chúng ta cứ bình tĩnh thôi ha. Trồng thì cứ bình tĩnh thôi, chứ đừng có chăm cây quá. Chăm cây quá là cây nó hư hết à. Cứ bình tĩnh à. Là hàng Phú Tân nè, Phú Tân này là ghép mà năm rồi được 2 mùa, hết năm nay nữa là mới 3 mùa. Đấy. Những cây là từ 3 4 mùa trở lên á thì cây bông rất là dữ luôn á. Giống như cây ở trong nhà, cây ở trong tuốt ở trong nhà anh em thấy không? Đó. À, cây đó hôm nay nó nở là một tuần lễ rồi đó. Có xịt thuốc xử lý chống rụng cánh hoa. À, khi mà ghép thì chúng ta chọn lọc giống á, giống Thủ Đức, giống Phú Tân, giống Đại Lộc, giống gì cũng được, chúng ta thích giống nào ghép giống đó, ghép 5 cánh cũng được ha, cứ chăm bình thường ha, 5 năm, 10 năm á. Đấy. Còn không thích chê mai ghép thì chê mai nguyên thủy á, chê mai nguyên thủy thì khi mà trồng chậu thì cũng phải thích tuân theo cái nguyên tắc á, nguyên tắc là phân với lại nước, phân thuốc là nước tưới, cứ đều vậy ha. Mai ghép với lại mai nguyên thủy thì nó giống hoàn toàn giống như nhau thôi, chả có khác gì cả. Nếu mà trồng cùng điều kiện á, cùng trồng chậu hết hoặc là cùng trồng đất hết á thì như nhau thôi. Đây là những cái hàng mai ghép nhỏ nè ha. Cây là nó càng nhỏ thì nuôi nó càng cực, càng lớn thì nuôi nó càng khỏe. Tại vì nhỏ càng nhỏ thì rễ nó, bộ rễ nó càng yếu. Yếu thì chúng ta tưới phân thì chúng ta phải tưới chia ra ha. Tưới nhiều lần, mỗi lần là tưới loãng, thiệt loãng. Còn cây bự thì rễ nó khỏe rồi, rễ nó khỏe thì chúng ta có thể là tưới cao cao một chút cũng được, nhưng mà đừng có cao quá là không có cây nào mà chịu nổi đâu. Đây là những cái hàng cây giống á, cây giống ở vườn làm đây, ở vườn cây giống Phú Tân á, ghép được khoảng 1 năm nè. Đây, những cây nhỏ này thì chỉ xài hữu cơ thôi ha. À, lâu lâu cho nó miếng NPK vô chứ không có phải là lúc nào của NPK. Rễ nó có yếu, rễ yếu thì nó chưa có ăn được gì ha, chúng ta phải làm cho rễ mạnh lên, lúc đó chúng ta cho nó ăn vô thì nó mới ăn được ha. Đây, nuôi một cây mai ghép á, đầu tiên chúng ta phải tiến hành là chọn cái gốc ghép á, gốc ghép cho nó khỏe, gốc ghép nó đẹp. Đây, sau này nuôi thì mới thú vị hơn ha. Kế tiếp là chúng ta chọn giống á. Đầu tiên là chọn gốc ghép thì nó mạnh thì nuôi nó mới sống á, chứ gốc ghép mà nuôi mà yếu xìu à, về mà chúng ta thấy cái gốc mà nó bứng mà không còn cái rễ nào hết trơn á, không còn cái rễ nào hết trơn thì nuôi khó là sống. Mà khi mà cây không sống thì ngay cả trồng là không sống thì làm sao mà con nó có hoa ha. Thì gốc ghép phải mạnh khỏe. Đây là để tiến hành ghép thì chúng ta thích cái hoa nào thì chúng ta ghép cái hoa đó vô ha. Thích mai Phú Tân thì chúng ta ghép Phú Tân, thích Thủ Đức thì ghép Thủ Đức, thích Phú Quý thì ghép Phú Quý, thích Đại Lộc thì ghép Đại Lộc ha, thích cúc rồng bay, cúc gì đó nữ hoàng thì ghép mấy giống đó vô, mấy cái mặt hoa thích giống nào thì chúng ta ghép giống đó vào. Nhưng mà đầu tiên thì cái gốc ghép nó phải mạnh nè, phải mạnh trước đi, nuôi cây sống trước đi tiến hành ghép sau, ghép rớt thì vẫn ghép lại được bình thường á, còn gốc yếu là ghép rớt là chết cái gốc luôn à. Giống kiểu như chúng ta thích cái giống mai mà khi đọt non ra nó đỏ chét như thế này á, thì chúng ta ghép giống này vào. Đấy, cái giống này đó là vàng vàng, đây là giống cúc đọt đỏ nè, cái hoa nó giống hình parabol á, đọt nó ra nó màu đỏ đậm. Đấy, thì ghép giống này vào. Là ghép hết ghép cái giống cúc gọt xanh á, gọt xanh bên đó mình có một cây đó, này, cây giáng long á, đọt nó xanh như lá chuối non vậy. Này, ghép giống này vào á, đọt đỏ, đọt xanh hoặc là thích Đại Lộc, thích Phú Tân, thích mai xoắn hay gì đó, ghép vào.
Mà việc đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị là cái gốc kép á. Gốc kép là phải mạnh trước đi. Còn phân thuốc thì chúng ta từ từ tính sau, làm cho cây nó sống trước. Làm cho cây sống trước á, sống trước thì rễ thì cây phải có rễ, rễ phải mạnh nè. Muốn rễ mạnh thì cây phải thông thoáng, phải thoát nước tốt. Muốn tốt thì thêm phân á, phân vừa đủ thôi. Đó, tốt nhất là xài phân hữu cơ á. Hữu cơ người ta có tưới nhiều quá thì cây nó cũng không có bị lậm phân. Đợi lọc á, quá trí luôn á. Mai mình đem cái đó vô nhà chưng á. Mấy cây Phú Tân nè, cũng ra hết rồi. Đây, này dịu làm mai này thì ai làm cũng bị chết rồi ha. Chứ không hay ho gì đâu. Chứ mà làm tỷ lệ chết hay là nó ít lại. Chứ mình làm mấy cái hàng mai này nè, bên đó có cái mương á. Dục muốn đầy cái mương bên đó luôn à. Làm 1000 cây thì chết hết 200 cây rồi. À, nhưng mà người ta biết rõ thì chúng ta làm từ từ có kinh nghiệm á. Vậy thì nó đỡ chết hơn, nuôi cây nó tốt hơn á. Mai ghép thì nuôi nó khó vậy đó. Ở nhà này thì cách làm mai cách đây cũng khoảng 20 năm rồi ha. Hồi đó thì đi bứng mai vườn, còn bây giờ vườn nó không còn mai nữa. Đó bứng mai một hoang vườn á. Một hoang này nhiều dữ lắm. Còn bây giờ thì cái vườn của mình giờ nè, một hoang giờ ngón tay cái người ta cũng bứng sạch hết rồi. Toàn là đi mua lại à, mấy người ta bứng sẵn á. Bứng sẵn người ta để lâu quá thì nó khô nhựa, nhà trồng nó bị hao nhiều. Bởi vì sau này làm mai nó bị hao hụt hơn hồi đó nhiều dữ lắm. Nhưng mà sau này người ta trồng, người ta bứng sẵn á, thì được cái là gốc đẹp. Gốc rất là đẹp á, trồng được xử lý gốc từ nhỏ, gốc rất là đẹp. Trăm gốc thì nó đều đều hết à. Còn đó mai vườn thì gốc xuông xuông không à, lâu lâu 100 cây mới có được một vài, một hai cây đẹp à ha. Còn giờ thì trồng được xử lý hết rồi. Phôi đẹp nhưng mà phôi mà người ta tự người ta bứng á thì nó dễ, còn người ta bứng sẵn, người ta bứng sẵn mà người ta để, nhiều khi người ta để 5-10 bữa cả tháng, nhiều khi để 3-4 tháng lên không chừng nữa. Trồng cũng có nguy cơ á, không mà cả chấp nhận á. Lúc này nước mặn ở nhà tới nước giếng á. Năm nay mặn mà nào là mặn nhiều nhất trong khoảng 5-70 năm trở lại đây á. Mấy ông bà già nhà nói đó là đợt mặn này là đợt mặn kỷ lục luôn á. Đợt mặn sông Cửu Long là đợt mặn kỷ lục luôn á. Này huyện Gia Lách hồi nào giờ mặn một năm nó chỉ có lên trong vòng tuần thôi, còn hôm nay nó lên có 2 tháng nó chưa chịu xuống ha, mà nó lên cao luôn á. Mấy năm trước nó lên khoảng chừng 1/1000 à, là hết mức rồi. Năm nay lên là 5/1000 luôn á mà chưa xuống đó. Tưới này có mấy người nó tưới từng giọt nước nha. Một vài chia sẻ với mọi người về cách mà nuôi và trồng cây mai ghép á. Đây, cực thì nó có cực nhưng mà được bù lại cái được cái niềm vui á. Chúc mọi người xem video vui á và có nhiều cái động lực để làm những cái mai ở nhà chúng ta. Đây, ở vườn mình thì mình cũng đã làm được. Đây, thì mọi người tại sao lại không làm được ha? Đấy, coi như là có người làm rồi thì chúng ta bắt chước học theo á, không phải học theo mà gọi là tìm hiểu á, nói chung là tìm hiểu chứ cũng không phải học hành gì. Rồi, xin chào mọi người. Đây thì ở vườn cũng làm bình thường á, chúng không có gì bí hiểm đó, cũng không có gì mà phân thuốc bí hiểm ra, cũng bình thường thôi. Đây, anh em nào tới vườn mình á, hoặc là anh em có mua cây gì của mình đó, thì làm theo cái cách của mình làm thì cũng thừa biết rồi, nó đơn giản mà nó hiệu quả chứ không có cần quá cầu kỳ đâu. Bài phân thuốc đủ thứ hết trơn á, đem ra nuôi cái cây nó chết queo luôn à, đơn giản mà nó hiệu quả. Chúng ta có thể tham khảo cách làm đơn giản hiệu quả. Đầu tiên là chọn gốc, nuôi gốc cho khỏe đi rồi hãy ghép sau, chứ mà đừng có nhanh quá. Này, mới bứng về chưa dễ trơn ghép liền đó, người ghép liền thì nó vẫn tốt á. Nhưng mà nếu mà trường hợp là cây chúng ta tự bứng ngoài vườn á, những cây mà nó khỏe mạnh tự bứng á, thì nó khỏe, còn ví dụ như cây nó yếu á, thì chúng ta vẫn có thể ghép dính được ha, nuôi vẫn sống vẫn tốt. Còn cây khỏe thì ghép là chuyện bình thường rồi, cây yếu mà ta ghép dính á, đó là mới là cái hay nha. Rồi chào mọi người ha.